thì cũng khoảng mấy ngàn vậy. Dạ, dạ mấy ngàn chậu là dữ lắm đó chú. Hai vườn. Dạ, hai vườn ha. Hai vườn hả chú? Vườn này vườn kia. Dạ. Mấy chậu này thì 550 ha. Dạ, chậu này nó to hơn. Cái này lớn hơn cái kia. Dạ, lớn hơn cái kia chú. Cái này cao tới 1m5. Dạ, đây là vườn hoa của chú Tám nè. Đặc biệt là hoa giấy không nên quá thì. Còn bên đó thì nhiêu chú Tám? Cái này bán xô là 150. Dạ, 150 không ha. Trắng cũng 150 luôn. Khu vực này đây mình được bao nhiêu chậu này chị? Không biết, phải hỏi nghe này nè. Dạ, 4-5 ngàn chậu. Dạ. Đây những cái chậu này là 80-90 ngàn nha các bác anh chị. Nhìn rất là đẹp luôn nè. Hoa này thì nó rất là đẹp luôn. Nó đa dạng màu sắc mà có thể là từ trước giờ mình chưa từng thấy. Bông giấy nè, bông giấy này bông giấy vàng đỏ tím gì nhóc hết trơn cô bác ơi. Dạ là cái vườn mình trồng được khoảng bao nhiêu chậu này vậy cô? 2 ngàn ha. Dạ. Năm ngoái nhưng mà giá cả năm nay thì như thế nào cô? Không có giá hung. Dạ không có giá hung ha. Dạ. Quá trời đẹp luôn cô bác chị. Bông hoa giấy này thì tới 4-5 màu luôn. Nhưng những cái chậu này thì nó có giá cả khác nhau hay là nó đồng giá chú? Khác nhau. Dạ. Dạ. Dạ, tính miền Tây thân ái chào mừng tất cả cô bác anh chị khán giả thân thương đã trở lại với kênh của em. Thì hôm nay thì tính cũng kính chúc cô bác anh chị một buổi sáng thật nhiều niềm vui bên gia đình và bên bạn bè thân yêu. Dạ kính thưa, thì hôm nay tính có mặt tại làng Hoa Sa Đéc. Hôm nay tính sẽ ghi hình và cập nhật những cái làng nghề trồng hoa tại Sa Đéc nơi đây để chia sẻ cho cô bác được biết. Thì nếu cô bác mà nếu có mua hoa thì mình đến tại nhà vườn nơi đây. Ở đây thì nó có rất nhiều những loại hoa luôn, không riêng gì hoa giấy nha cô bác. Những cái hoa giấy này thì cô bác người ta uống là giống như cái tòa tháp luôn nè. Đây là cái đường trong thôn quê. Bởi nên nơi đây thì đất nên nó cũng rộng rãi nên cô bác người ta trồng hoa rất là nhiều luôn. Đây cô bác chị, tính có thấy chú trồng hoa nơi đây. Dạ con chào chú. Dạ nơi đây là mình trồng bao nhiêu loại hoa vậy chú? Dạ. Ngũ sắc rồi cẩm thập rồi. Dạ là hầu như là chú vườn, hoa giấy không hả chú, hay là có hoa nào nữa không? Thì trong vườn kia thì có dù rồi tháp rồi tùm lum hết. Dạ nhiều loại hoa ha. Rồi. Dạ. Từ 350. Dạ. 350 ngàn. Cái này là tháp cẩm thạch. Tháp cẩm thạch à, giống như cái tòa tháp ha. Thì cái giá này ra đây bán sỉ. Dạ, giá sỉ mà. Rồi người ta mua đi ta bán lại nữa. Con thấy bên trong đó thì những cái bông giấy rất là nhiều màu luôn á. Ừ, trong đó là hình như là nó mình ghép hay là nó cái cây nó nhiều màu chút. Cây này là mình ghép có. Dạ. Giờ cũng có một số cây nguyên thủy nữa, nguyên thủy. Dạ, ít. Nguyên thủy. Dạ. Ha. Ừ, ít ghép thì nhiều. Dạ. Cái vườn của mình rất là rộng luôn á. Nó từ đây dài bên trong luôn rồi các bác chị. Với năm ngoái năm nay chú trồng nhiều không? Thì cũng khoảng mấy ngàn gì đó. Dạ, dạ mấy ngàn chậu là ha. Dữ lắm đó chú. Hai vườn. Dạ, dạ hai vườn ha. Hai vườn hả chú? Vườn này vườn kia. Dạ. Quá chừng. Cái đó của con tôi chứ không phải cái tôi thì không có làm nhiều, nói chung dạ. con chú như của chú còn gì nữa. Không có mình có con mình nói cũng được. Dạ. Dạ. Nhà của chú Hai An có số điện thoại luôn cô bác anh chị. Thì cô bác mà nếu có mua hoa tại nơi đây thì cô bác đến đây để ủng hộ cho chú. Nơi đây thì chú bán giá sỉ không nha cô bác anh chị. Quá trời bông giấy bên trong rất là nhiều nha cô bác anh chị. Những cái bông giấy mà nó đang lên nữa kìa. Như mấy cái chậu này là chú bán bao nhiêu? Mấy cái chậu này thì 550. 550 ha. Dạ, chậu này nó to hơn. Cái này lớn hơn cái kia. Dạ. Lớn hơn cái kia ha chú. Dạ.
Cái này cao tới mét 5 rồi. Dạ. Đây là nhiều cái chậu bông hoa giấy tòa tháp nè. Nhìn cái này là cao 1 mét 5. Bởi nên nó có giá là 500 nữa nghe cô bác. Nó bò lên là nó cao giống như tòa tháp. Nó có con thì nó tới đây. Tôi cho lên nữa. Tới đó là mình đã cắt tỉa rồi. Cắt thúc rồi. Còn mấy cái chậu bên đây là giá bao nhiêu tiền chú? Chậu đó thì cỡ khoảng 80. À 80-90 ngàn. Đây những cái chậu này là 80-90 ngàn nha cô bác anh chị. Nhìn rất là đẹp luôn nè. Như nãy có nghe chú nói là loại này là không trái, không có trái. À, đặc biệt. Ồ, ngộ rồi ta. Có loại này là chỉ có trái thôi nhưng không có bông nha cô bác anh chị. Chú nói là như là cái trái sung. Đây, rất là đặc biệt luôn. Nhưng mà bây giờ nó chưa có trái hả chú? Chưa, bây giờ mới thay lá nè. Dạ. Thường thường là nó vào mà tháng mấy để nó có trái chú? Cái này qua Đức mùa mưa này, cái Tết này mà có trái mà không dạ. Kịp không? Tầm khoảng mấy tháng á, nếu mà hình như là 2 tháng nó có trái 1 lần. 2 tháng có trái 1 lần. Cũng kéo dài thời gian lắm. Này, mới thay khoai dụng. Dạ. Quá đẹp luôn cô bác anh chị ơi. Những cái tòa tháp này thôi mấy chú làm cũng rất là công phu luôn nè. Thì hôm nay tính đi dọc đường theo cái nơi đây thì tính thấy những cái nơi nào trồng bông đẹp, tính sẽ nán lại ghi hình và chia sẻ cho cô bác được biết nè, để cập nhật cái những cái giá bông ngày Tết để cho cô bác gần xa mà nếu có mua thì mình đến đây ủng hộ mấy chú. Ừ, đặng đó hồi lô đâu có con làm. Dạ. Con vườn trống lô hai cái ở trong nó có làm mấy một câu đồ nữa mà. Dạ. Ở đây những cái bông giấy nơi đây nè các anh chị. Có những cái bộ rễ rất là đẹp luôn. Đó. Tính liên máy cho các bác thấy nè. Những cái bộ rễ này là giống như là nó tự lên thiên nhiên hả chú? Tự lên. Dạ, tự lên ha. Không có chữa được. Dạ. Chữa rễ chứ hả? Đúng rồi. Thằng này không có chữa được. Đây nè cô bác ơi, những cái rất là đẹp luôn á. Tính là ghi hình cái bộ rễ của cái cây bông giấy này của bác anh chị rất là đẹp luôn nè. Hầu như là chú nói là nó thiên nhiên luôn đó. Nó tự mọc gì đó cô bác anh chị, chứ không ai uống được. Nếu mà uống thì nó gãy. Quá trần bông luôn. Thì anh em tính sẽ di chuyển qua nơi khác. Dạ. Thì trước khi di chuyển qua nơi khác thì con cũng chúc cho chú làm bông nơi đây được trúng mùa được giá nha chú. Thì năm nay thì 2024 thì cho cái vườn hoa của mình đó là thương lái đến mua hết luôn nha chú. Dạ. Cảm ơn mấy chú nha. Dạ dạ. Chào chú nha. Đây thì tính có thấy một vườn hoa giấy Thanh Tiền. Cái vườn hoa này rất là lớn nha các bác chị, đặc biệt nơi đây toàn là trồng những loại bông hoa giấy không ạ, nhưng mà có những bông hoa giấy thì có nhiều màu khác nhau, rất là đẹp luôn. Giờ này thì giờ trưa cô bác ta nghỉ ngơi nè, có thể là chiều chiều và cô bác ta mới đến để người ta mà cắt tỉa những bông hoa này, có thể người ta giao nơi đi nơi khác để buôn bán cô bác anh chị. Quá trần đẹp luôn, khu vực nơi đây rất là nhiều loại hoa. Đây tính lia máy cho cô bác được thấy nè. Nguyên cái khu vực mà vườn hoa giấy này rất là đẹp luôn. Khu vực này rất là rộng lớn nha cô bác anh chị. Đây. Tính lia máy cho cô bác nhìn thấy nguyên cái khu vườn hoa giấy nơi đây. Thì cũng gào cận Tết cô bác anh chị ơi. Còn 2 tháng nữa thì Tết cũng đã đến rồi. Nên cô bác ta chuẩn bị tất bật để trồng những loại hoa. Như là hoa giấy nè, hoa cúc, hoa hồng. Nhiều loại hoa khác. Thì hoa giấy nơi đây thì cô bác cũng đã biết là nó có bông rất là nhiều luôn. Là hầu như là quanh năm lúc nào cũng có bông. Đó. Xa xa thì những bông hoa giấy màu trắng, màu vàng, các loại luôn. Giờ thì tính kính mời cô bác anh chị theo em vào bên trong để ghi hình nơi đây. Giờ thì tính sẽ đi dài vào bên trong cô bác anh chị để ghi hình nơi mà vườn hoa giấy nè. Tính có thấy một cái cây bông hoa giấy này cái màu rất là đẹp luôn nè. Nhưng cái lá ngộ quá ta. Lần đầu tiên tính mới thấy là bông hoa giấy mà có cái màu rất là ngộ. Nhưng cái lá rất là to nghe cô bác anh chị.
đặc biệt luôn nè. Hầu như mà cô bác anh chị đến làng hoa Sa Đéc thì mình lúc nào cũng lạc vào những cái vườn hoa nơi đây, thì không rời những cặp mắt của bác anh chị ơi, lúc nào cũng chăm chú vào những bông hoa này thì nó rất là đẹp luôn. Nó đa dạng màu sắc mà có thể là từ trước giờ mình chưa từng thấy. Bông giấy nè, bông giấy này bông giấy vàng đỏ tím gì nhóc hết trơn cô bác ơi, quá trần đẹp luôn. Giờ này chưa nắng rồi nên cô bác ta cũng về nghỉ ngơi, chiều mát ta mới đến đây để người ta làm tiếp nè. Còn xa xa thì là bông hoa giấy màu đỏ. Chút nãy thì tính đã ghi hình tại vườn hoa của một chú, thì vườn hoa đó thì có những hoa giấy rất là đẹp luôn, nhưng mà nó như cái hình tháp nè các bác anh chị. Còn nơi đây thì không phải như vậy, nhưng mà nó để thiên nhiên luôn nè các bác anh chị. Nhưng mà đặc biệt những cái bông hoa giấy này có những cái bộ rễ rất là hình thù rất là đẹp, hầu như là những cái cây nó hình thù khác nhau. Cây thì nó có hình thù là uốn tròn nha các bác anh chị. Đó. Này là bông hoa giấy màu đỏ nè. Còn đây là bông hoa giấy màu tím nha các bác anh chị, để tính lên máy cho các bác được thấy nè. Những cây bông hoa giấy này thì cao có khi là tới đầu mình luôn các bác anh chị. Còn bông hoa giấy bên đây thì đặc biệt là cái lá nó nhỏ hơn. Rất nhiều loại bông hoa giấy lá to, lá nhỏ đều có nha các bác anh chị. Phía sau thì cũng có bông trang nè các bác anh chị, và bông hoa giấy nữa nè. Mà cái vườn bên đó bông hoa giấy rất là đẹp luôn, nhưng mà tại vì nó phải di chuyển qua cái hồ nước bên đây, giống như là cái hầm của bác anh chị nên không thể qua được. Nó còn những cây bông hoa giấy nhỏ nhỏ đang ương nè. Hầu như khu vực bên đây toàn là hoa giấy không của bác anh chị, đặc biệt cái khu vực đây. Đây thì tính sẽ đến nơi đây để ghi hình nè các bác anh chị. Ở đây là vườn hoa của chú Tám nè. Năm nay là phục vụ cho bà con là khoảng bao nhiêu chậu chú Tám? Chú thì chắc khoảng 700-800 chậu rồi, không có nhiều. Tại vì chú làm ra chú bán luôn chứ không phải là đi mua. Còn cái kia người ta đi mua, người ta ghép lại. Năm nay chú cũng thất. Năm nay thất hả chú Tám? Chú Tám nè. Dạ. Năm nay. Thôi mình vô giới thiệu đi chú Tám. Đây là vườn hoa của chú Tám nè, đặc biệt là hoa giấy không nha các bác anh chị. Mấy cây này 350 hả chú Tám? 350 anh ha. 350 mà thấy rất là to nha. Đây là của bác anh chị. Còn dạng như mấy cây này 200 200 ngàn nè. Mấy cây nhỏ nhỏ này là 200 ngàn. Bông cũng đẹp quá hả chú Tám? Bốn màu luôn, màu đỏ, màu trắng gì nhóc chân nè, có 400 ngàn hả chú? 300, 350 à. Đây, đây 300, 350 nha các bác anh chị. Ai có nhu cầu mua hai giá mềm nhẹ để chơi thì liên hệ với chú Tám nha. Con chưa có số của chú luôn á, đọc đi chú Tám. 0907 526 7331. Chú Tám 0907 526 731, số của chú. Khi nãy thì chú Tám có đọc số điện thoại của chú rồi đó, thì cô bác nào nếu có mua ủng hộ chú thì đến đây nha các bác chị. Nơi đây thì những hoa này thì chú để giá sỉ thôi nên rất là mềm nha cô bác. 150 mà chú Tám bán quá mini luôn, có 150 ngàn một chậu à. Đây nè cô bác chị, chỉ có 150 ngàn nè.
Còn bên đó thì nhiêu chú Tám? Cái này bán xô là 150 à. Dạ 150 không ha. Trắng cũng 150 luôn hả chú Tám? 150 luôn. Rồi đó cũng là 150 nha cô bác. À, rẻ. Như hàng trưng bày ở đây ha chú Tám. À, còn à, cái vườn mình là vườn mình vườn sâu lắm, nên là khỏi vô cũng được. Cái vườn của chú Tám là ngoài đồng hả? À, đồng bên kia. Còn mấy công đất chú Tám? Trồng cũng có 2 công thôi. 2 công là nhiều lắm á. Trời ơi. Người ta đang trồng đây 5-10 công, 20 công không. Dạ chú Tám trồng được 2 công đất. Bông hoa giấy nè cô bác chị ạ. Đây thì những cái đặc biệt cây bông hoa giấy này thì nó có những cái gốc rất là đẹp nha cô bác chị. Giống như là nó uốn tròn không á. Cái loại này là tên gì giống gì chú ta? Cái này Papro. 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 Còn bông trắng trong đó. Papro. 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 Cái đó là Pháp. Malai à? Trắng hả? Dạ. Dạ, Tính đang có mặt trước khu vườn của chú Trọng Hiếu nè. Nơi đây thì là cung cấp hoa giấy sỉ và lẻ nha các bác chị. Rất là nhiều loại luôn. Khu vườn đây đặc biệt thì có những bông hoa giấy rất là cao luôn nè, giống như bông này nè. Giờ thì Tính sẽ di chuyển vào bên trong. Đây thì nước thì cô bác ta mới vừa tưới nè. Tại vì bông hoa Tết thì phải những ngày nắng này phải tưới liên tục nha cô bác anh chị. Hình như là một ngày có khi 2-3 lần luôn á. Nhưng nơi đây thì nước thì nó nằm ở dưới hồ này luôn nè. Cũng thuận tiện nữa. Đây để Tính ghi hình qua đây. Quá trần đẹp luôn cô bác chị. Bông hoa giấy này thì tới 4-5 màu luôn. Dạ chào chú. Giờ này chú không nghỉ trưa sao mà còn tưới nữa? Dạ mà tưới nhà ha. Dạ. Đây vườn của mình thì được bao nhiêu chậu này chú? Những ngày những nắng có 4.000. 4.000 chậu. Ồ. Khu vườn của chú rất là rộng nha cô bác chị. Đặc biệt nơi đây mình trồng hoa giấy không hả chú? Dạ hoa giấy thôi. Dạ. Nhưng những cái chậu này thì nó có giá cả khác nhau hay là nó đồng giá chú? Nó khác nhau. Dạ. Giá nhỏ. Dạ. Đây cái bông hoa này rất là đẹp luôn cô bác chị. Bông hoa giấy này gọi là tên gì chú? Có 5 màu. 5 màu nhưng mà cái tên đó ông thu không dặn. Dạ. Cái này mình tiếp cho cháu này. Dạ, tiếp cho cháu ngoại ha. Rồi vậy con cảm ơn chú. Giờ thì Tính sẽ di chuyển ra phía sau cô bác anh chị ơi. Nơi bông hoa giấy nơi đây thì mấy chú bỏ giá sỉ thôi cô bác anh chị. Khi nãy thì Tính ghi hình khu vườn của chú Tám á, thì có những bông hoa giấy nhìn rất là đẹp luôn. Mà chỉ có giá cả là 150, 200, 300-400 cũng có nghe cô bác anh chị. Đây bông hoa giấy này nữa thì cái màu tím nhưng mà trứng giữa thì màu trắng, nó pha trộn với nhau nè. Còn bên đó thì bông hoa giấy thiên nhiên luôn cô bác chị, không muốn gì chân để cho nó nguyên tàn luôn nè, nên bông màu trắng nhìn rất là đẹp luôn. Ôi giật bên đó vậy đó. Còn bên đây thì mình đã cắt tỉa rồi, nó sẽ thành ra mẫu cây hoàn thiện gì để mình bán cho khách hàng á. Cái khu vườn bên đó là của chú Tám đó. Khi nãy Tính ghi hình đó là bông hoa giấy nè, những cái bông hoa nhỏ nhỏ thì đang ấy trong chậu, thì khi lớn nó sẽ ra cái chậu lớn nha quý anh chị, để lên bên trên rồi sẽ cắt tỉa thành một cái chậu hoàn thiện. Hầu như là nãy giờ Tính ghi hình nơi khu vực nơi đây toàn là đặc biệt là hoa giấy không à. Lạc vào những cái vườn hoa này thì không rời được cặp mắt của bánh chị ơi. Chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của bông hoa giấy nè. Bông hoa giấy này hình như là nó có cái búp luôn nè của bánh chị. Đây Tính ghi hình nè. Quá xá đẹp à. Còn bên đây cũng vậy luôn cô bác ơi.
Giờ này thì cũng giờ nghỉ trưa của cô bác và mấy mấy mà anh chị người ta đến đây người ta làm việc ở đây nè, ta cũng về nghỉ trưa rồi. Chiều chiều có thể là trời mát là sẽ đến đây để làm tiếp. Bởi nên mình cũng không có hỏi được gì, mong cô bác cũng hoan hỷ ha. Đây thì cũng hoa giấy màu tím nè. Từ đây đến Tết cũng còn 2 tháng nữa thì tính sẽ cập nhật tình hình cái ngày lễ Tết và những nơi trồng bông ở đây để xem giá cả nó dao động như thế nào để chia sẻ cho cô bác được biết á. Rồi cô bác mà nếu có mua để mình trưng Tết hoặc là mình buôn bán hay là mình bỏ sỉ lẻ gì đó để mình đến đây. Cô Dương này nãy giờ đi rất là xa nha cô bác chị mà chưa hết luôn á. Những cái màu bông hoa này nó đẹp lắm luôn. Đây là của bác anh chị ơi. Để tính lại hỏi một cô đang tưới nước coi. Coi có phải khu vườn này của cô không? Dạ chào cô. Dạ cô ơi cho con hỏi là vườn này là có phải của mình không cô? Dạ. Giờ này thì cô tưới cây ha. Giờ này thì cũng trưa rồi mà cô thì không có nghỉ trưa nè. Dạ là cái vườn mình trồng được khoảng bao nhiêu chậu này vậy cô? Hết cái này luôn rồi hả? Dạ hết khu vực của vườn mình nè. Hai ba bao nhiêu? 2.000. 2.000 ha. Dạ. Đặc biệt nơi đây là hoa giấy không à. Con thấy hoa giấy hình như nó có nhiều loại hả cô? Có những loại là cái lá nó rất là to luôn. Rồi có những loại thì lá nó nhỏ. Nó ghép đó. Dạ nó ghép ha. Còn như mà bông hoa giấy mà nó tới một cây tới tới 5 bông 6 bông là do mình ghép hả cô? Mình ghép đó, thiên Dạ nhiên mình có ghép bao chứ nhiêu? không phải là thiên nhiên ha. Dạ. Thiên nhiên là mình mới biết gì ạ? Đó, mình Dạ. mới biết gì ạ? Cô cho con hỏi là hàng năm thì so với năm nay là cô trồng nhiều hơn hay là ít hơn cô? Cũng bằng năm ngoái nè. À cũng bằng năm ngoái nhưng mà giá cả năm nay thì như thế nào cô? Không có giá hùng. Dạ không có Nó giá rẻ, hùng ha. nó rẻ. Dạ. Không bằng mấy năm trước á. Dạ. Rồi vậy con cảm ơn cô ha. Dạ, rồi Cảm ơn con cũng cô. cầu chúc cho cô năm nay thì được trúng mùa bông cho cô và được thương lái đến đây để mua hết vườn hoa của mình luôn. Dạ. Giờ thì tính sẽ di chuyển ra bên ngoài của bán chị ơi. Thì hai đã đi đang đợi tính nè. Thì năm nay thì hoa nơi đây thì giá cả thì cũng không có như mọi năm nha cô bác anh chị, nó cũng hơi thấp hơn. Thì tính cũng cầu chúc cho các bác nông dân nơi đây cận ngày Tết thì sẽ những bông hoa này sẽ có những cái giá cả cao hơn để cho mấy chú làm có đồng lời nha cô bác anh chị. Tại vì những bông hoa này làm thì rất vất vả luôn. Ra những cái chậu hoa giấy này như hoa cúc, hoa các loại thì phải qua nhiều công đoạn. Thôi giờ thì tính chia tay khu vườn đây để di chuyển qua khu vườn khác. Tính sẽ di chuyển vào khu vườn nơi đây. Cũng là vườn hoa giấy nè. Đây cô bác anh chị ơi. Bảy năm mươi bao ship anh chị tặng nhà ha. Đây Đây tặng cô bác anh siêu chị. khủng luôn, cực kỳ ha. Rồi Đây bên trong nơi đây nè cô bác anh chị ơi, nguyên một vườn hoa giấy luôn. Quá trần đẹp luôn. Đây thì cũng là bo giống như là cái tháp này cô bác anh chị. Quá trần đẹp. 350. Không biết những cái chậu này là bao nhiêu tiền đây, tại vì không thấy chủ nên không có hỏi được nè. Khu vườn này bên đây thì rất là rộng nha cô bác anh chị nè. Trồng hoa giấy này không à.
Còn bên đây là nguyên bông hoa giấy để nguyên thủy cao luôn nè. Đây là khu vườn bông hoa giấy nữa nè cô bác anh chị, rất là đẹp luôn. Còn bên đây thì những cái chậu hoa này thì chưa có bông nè. Xa xa thì tính có thấy giờ này cũng có cô bác ta đang làm nè, để tính di chuyển qua khu vườn đó coi. Giờ thì anh em mình di chuyển vô bên trong đi để xem cô bác người ta để làm nè. Những cái bông hoa giấy này đang cắt tỉa nè ta. Nhìn cái gốc rất là đẹp luôn. Ôm, cái vườn này vườn hoa nó ôm rồi. Đây nè cô bác anh chị ơi. Để cái bảng là hoa giấy lụa, số điện thoại luôn nè. Hoa giấy tên lụa nghe cô bác anh chị. Số điện thoại ở đây thì cô bác nào nếu có mua thì hãy điện vào số điện thoại này nè. Bạn ơi, những cái gốc này rất là lạ luôn cô bác chị ơi. Hầu như những cái gốc này thì nó có hình dáng khác nhau. Đây, để tính ghi hình cho cô bác thấy nè. Cái gốc này thì nó uốn cong luôn nha. Còn gốc này nó nghiêng nè. Mỗi gốc thì có hình dáng, hình thù khác nhau. Cái này là đang cắt để ôm nè nghe cô bác anh chị, để nó ra những cái tàn á cho đẹp nè. Còn bên đây cũng vậy luôn. Cái này là mới vô chậu của bác anh chị. Còn những phân nè, phân sơ dừa nè. Những cái cây nhỏ nhỏ gì nè mà cũng cái gốc nó rất là đẹp luôn đó. Đây thì tính sẽ đi ra khu vườn ở đây nè. Quyên một cái hồ nước để tưới bông nha các bác anh chị. Những bông hoa giấy này thì những cái gốc này nó không đẹp bằng những cây nãy của bác anh chị. Những cây nãy thì nó to rồi nên những cái gốc nó rất là đẹp nên cắt tỉa rồi nó sẽ ra những cái tàn gì, ra bông nè. Dạ. Dạ chú. Dạ. Chú nói là khu vực ở đây là quay có thể 2-3 ngày mới chưa xong nha bác anh chị. Rất là nhiều luôn, hầu như là khu vực bên làng qua nơi đây thì giống như bên An Giang của mình của bác anh chị trồng ruộng rẫy gì đó là nó bao la luôn á, nhưng mà đặc biệt bên đây là trồng bông thôi. Đây thì bông hoa giấy bên kia nè, quá trời đẹp luôn của bác anh chị. Những cái chậu nhỏ nhỏ không mà bông nó chỗ rất là đều đặn luôn. Đây tính có thấy là mấy cô đang nhổ cỏ những cây bông hoa giấy nè, tại cỏ rất là nhiều luôn cô bác anh chị. Đây thì tính có thấy mấy chị đang nhổ cỏ nè. Cái này là mình nhổ cỏ hay là mình vô chậu chị? Dạ, vừa nhổ cỏ mà vừa trồng cây ha. Vừa trồng cây luôn. Dạ. Những chậu hoa giấy này thì còn nhỏ của bác chị nên chưa có bông. Cây hoa giấy này tên gì chị? Dạ bông giấy Mỹ. Giấy Mỹ ha. Dạ. Dạ. Cái khu vực vườn của này là của mình hay là của thì của thằng em đó. Dạ, của ông anh đây ha. Dạ. Dạ. Thằng này mấy em này đi làm cho. Dạ. Khu vực nơi đây mình được bao nhiêu chậu này chị? Không biết, phải hỏi em nè. Dạ 4-5 ngàn chậu. Dạ lớn nhỏ lộn xộn nha quá anh chị, là 4-5 ngàn luôn. Tại vì này đi làm không biết bao dạ. Nhiêu rồi. Vườn của chị có mà hoa giấy không? Dạ có. Dạ vườn chị được bao nhiêu chậu? Cũng ít chứ không có nhiều mà vài trăm ha. Dạ, dạ. Nãy giờ ghi hình nơi vườn hoa giấy lên đây giống như mình lạc vào cái
cái cảnh đẹp cái của khu vực nơi đây ờ quá trần rồi. Hầu như là đến chỗ nào nó cũng đẹp cô bác anh chị. Nhưng mà đặc biệt nơi đây á là có mấy chị nè, cũng là xinh đẹp luôn mà làm những bông hoa này nè. Dạ. Nhà mấy chị gần đây không? Gần ở trong kia chút. Dạ. Bên đó thì cũng có mấy huynh đệ đang ghi hình bển nè. Hoa giấy bển cũng đẹp nữa bác chị. Đây là em của ổng. Dạ. Cái này là mình vừa vô chậu mình bỏ phân vô luôn hả chị? Dạ, cũng như mình trồng xuống đất mình bỏ trồng xuống đất rồi bỏ phân luôn ha. Dạ. Nó bắt xuống ăn tốt. Dạ. Ông chủ đây nè, chủ ruộng đây nè, muốn điều tra. Dạ. Giờ này cũng chưa rồi sao mấy chị không nghỉ trưa đi? Bằng 2 giờ nghỉ luôn. À, bằng 2 giờ nghỉ luôn ha. Dạ. Dạ. Giờ này thì tính cũng thấy là rất nắng nha các anh chị. Mà mấy chị thì cũng làm tới 2 giờ thì nghỉ. Đúng rồi. Bây giờ dạ. Sống, dạ. Là cái khu vực nơi đây là hàng ngày mình đi làm cái này là quanh năm luôn hả chị? Dạ. Nói chung là làm hết vườn này tới vườn khác ha. Dạ. Dạ. Anh tính đi bằng hay vậy nọ. Dạ. Em hả? Nó đi qua YouTube mà hốt. Chắc mà em nghĩ chắc không ai muốn đâu. Tại vì phải muốn những cái mà chị mà dỗ dắn như mấy chị đây nè, làm những hoa này nè. Còn em thì đàn ông trai nhiều khi làm nó không có. Đàn ông trai làm còn nhẹ. Dạ. Dạ. Tôi qua YouTube dạ đúng rồi. Này tôi quay không nổi. Dạ. Ông chủ nào mới không nổi, ông chủ sao lên tôi đừng hết nổi. Dạ. Mấy chị nơi đây thì rất là vui vẻ nha cô bác anh chị. Thôi giờ thì em cũng cảm ơn mấy chị nãy giờ chia sẻ ha. Dạ. Dạ thôi giờ thì tính sẽ di chuyển qua nơi khác để ghi hình cho cô bác được thấy nè. Từ sớm giờ mấy anh đi từ đâu tới đâu rồi? Dạ em đi từ ngoài đầu lộ kia vô tới đây á chị. Mà nãy giờ đi một tiếng mấy hai tiếng đồng hồ mà quay chưa giáp nơi đây luôn á. Dạ. Trời ơi, còn bên kia nữa. Dạ. Chắc nãy em ghi hình ngoài kia chú kia nói là đi quay mấy ngày cũng chưa hết nữa. Dạ. Dữ lắm luôn. Dạ. Cái nơi đây mình gọi là huyện gì vậy Quynh? Ở đây là qua giấy gạch bằng Tân Dương. Dạ. Mà nó giáp chứ lên đây là hiện bây giờ em quay là lắp giò Long Hưng. Dạ. Long Hưng A lắp giò. Long Hưng A lấp giò. Ừ, dạ. Cũng như hai cái xã với hai cái xã sát bên ha. Dạ. Liền ganh người ta làm, người ta làm luôn. Gần như anh ở ngoài cái cống đi vô đây lại dưới cái cống đó là xã Tân Dương. Dạ. Đây là Long Hưng rồi nè. Dạ. Rồi vậy em cảm ơn mấy chị. Thôi em đi chuyển qua nơi khác. Đi vui vẻ. Dạ dạ. Rồi em chúc mấy chị làm vui vẻ ha. Dạ. Để tính ghi hình ra phía sau của bác ơi. Quá trần luôn nè. Xa xa tính đi máy cho cô bác thấy nè. Nguyên khu vực nơi đây thì rất là rộng lớn luôn. Mấy chị nói là có thể đi qua bên kia nó còn đẹp nhiều lắm. Dạ kính thưa cô bác thì nãy giờ tính cũng đã ghi hình toàn cảnh tại khu vực nơi trồng hoa giấy nơi đây. Thì nãy giờ tính cũng có cập nhật tình hình về giá cả và hỏi cô bác nông dân nơi đây thì cô bác cũng đã biết đó. Những chậu hoa giấy đây thì cũng có những hoa là giá cả nó khác nhau. Thì nói chung ra nơi đây là bỏ xỉ nha các bác anh chị. Thì giờ thì video của em thì đến đây thì cũng hơi dài. Trước khi kết thúc video thì em không quên gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cô bác anh chị gần xa, trong nước và ngoài nước kính mến. Và nếu có xem được video của em thì nhớ ủng hộ em bằng cách nhấn like và đăng ký. Thì em cũng thành thật cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.